Tất cả các Phật tử mình tu hành đây đó, cái điều quan trọng nhất là phải làm sao mà đạt được cái thân này, cái thân phước đức trí tuệ này. Mà mình biết mình có được hay không đó, mình nhìn thấy này, tức là mình thấy cái hiểu biết mình nó có mở mang ra thêm không, thành mình tu hành mà cái trí tuệ có sanh không, mà cái phước đức có sanh không. Cái phước đức sanh thì dễ hiểu. Tức cái người có phước đức á, thì mọi người thấy kính trọng, phải không? Mọi người thấy mình kính trọng được thì người ta nói người đó có phước đức. Người tu trúng thì cái người đó phải có phước đức. Tu sai đó thì phước đức mất hết. Cho nên khi chưa tu thì người ta còn quý trọng. Nhưng mà khi tu thời gian rồi đó, ai cũng dám gần mình nữa hết. Thì người này phước đức mất hết rồi. Phước đức còn thì người ta kính trọng, mà phước đức hết thì người ta không kính trọng. Cho nên những người nào tu hành, mình thấy mỗi ngày cái số kính trọng mình đông thêm, mình biết phước đức mình lớn lên. Mà mình thấy mọi người đã xa lánh mình, ghét bỏ mình đó, lần đi tới cuối cùng mình cô độc rồi mình chết đi đó, thì này hết phước đức rồi, này tu sai. Phải nhớ cái chỗ này để điều chỉnh. Cho nên tu là trước nhất Đức Phật nói là phải sanh phước đức. Sanh phước đức, cái thứ hai nữa là sanh trí tuệ. Ta nói trí tuệ sanh là do từ đâu? Do mình tu thanh văn, mình tu viên giác và mình tu Bồ Tát này, là sanh trí tuệ này. Ta nói có tu thì có sanh trí tuệ, mà không tu thì không sanh được. Mà tu sai đó thì trí tuệ không sanh mà phiền não sanh. Ta nói khi mình tu thanh văn là Đức Phật dạy mình tu 37 trợ đạo phẩm á, tu cái này để làm gì? Để gạn lọc cái phiền não cho sạch, để cái tâm mình cho nó sạch chứ. Đây là trên bước đường tu, tức là gạn tâm, tâm mình nó sạch đi là phiền não nó hết. Mà phiền não nó hết thì trí tuệ bắt đầu sanh. Cái người tu thanh văn mà trí tuệ sanh là Đức Phật nói là cái người đó phải chứng được cái bát chánh đạo này. Nên mình biết mình có trí tuệ hay không, tức là mình nhìn vật có chính xác không. Cho nên nhìn vật chính xác là này ta gọi là chánh kiến này. Cho nên mình nhìn cái mình biết rồi, phải không? Mình nhìn người mình biết, mình nhìn vật mình biết, gọi là thấy không có sai lầm. Còn nếu mà mình thấy sai lầm, tức là mình thấy trái làm phải, mình thấy phải làm trái. Cho nên người tốt mà mình nghĩ lầm là xấu, mà người xấu mình coi như là tốt rồi chết mà, phải không? Cái này tu sai rồi, đã rồi. Cho nên cái quan trọng nhất là trí tuệ sanh. Trí tuệ sanh là cái đầu tiên, là cái thấy của mình. Cho nên thấy đúng, thấy đúng và hiểu đúng, thì này là gọi là thấy đúng người, đúng việc, phải không? Cái người đó mình thấy được, thấy đúng, không có sai lầm. Còn mình sai lầm nữa là thấy sai. Cho nên cái này là nếu nói là đắc quả la hán mà còn nhìn người một cách lệch lạc sai lầm nữa thì cái này Đức Phật nó không phải a la hán thực, mà đó là người tăng thượng mạng. Thành phải nên biết cái chỗ đó để tránh. Cho nên mình biết mình là thấy đúng chưa. Cho nên nhìn một người mình thấy rồi, thấy đúng rồi, cái người đó như thế đó, nó phải như thế đó, nó nói như thế đó, nó làm như thế đó, mình thấy rõ không sai. Cho nên cái chánh kiến quan trọng. Cái thứ hai là cái chánh ngữ của mình. Mình nói có chính xác không? Mình nói cái điều đó nó có đúng thiệt không? Cho nên bây giờ trên bước đường tu, tất cả các Phật tử phải lựa lời mà nói này. Tập lần đi. Bỏ những cái tánh mà sai quấy của mình. Đức Phật gọi là giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt và ác khẩu. Cái này rất nguy hiểm. Đây là quan trọng nha. Ta nên Đức Phật á, dạy mình chân ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả, phải không? Tức là cái gì mình nói là chính xác. Tức là biết rõ rồi mới nói. Còn không biết rõ đừng nói. Nói mà sai đó thì cái trường hợp này đó là rất nguy hiểm. Cho nên vị đắc quả láng thiệt đó, là không bao giờ nói sai. Vị đắc quả rồi không nói sai. Chánh tư duy là cái suy nghĩ của mình ấy, là luôn luôn đúng.
Đấy. Trên bước đường tu, cho nên chỗ này Đức Phật nói là các vị A-la-hán lấy cái chuẩn để đo là gì? Lấy bát chánh đạo để đo. Ta nên xem thử coi cái chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy như là có đúng không? Rồi thêm cái nữa là chánh mạng mà chánh nghiệp. Tức là việc làm của chúng ta này nó có lợi ích cho cuộc đời này không? Cái sống chúng ta nó có ý nghĩa không? Chứ sống mà không lợi ích gì hết, sống mà không có ý nghĩa thì sống làm gì? Chỉ ôm bình đi sinh, ăn qua ngày rồi chết đi, thì cuộc sống này vô lý à. Cho nên cái hiện hữu của chúng ta là cái hiện hữu mà chúng sanh cần. Cho nên chúng sanh cần thì ta hiện hữu, mà chúng sanh không cần nữa thì ta vào niết bàn chứ. Đây là cái chánh mạng, chánh nghiệp, đi vào cuộc đời để giáo hóa chúng sanh, hiện hữu trên cuộc đời này để cứu độ chúng sanh. Thì cái này chánh mạng, chánh nghiệp là chính. Mà chánh tinh tấn là ta siêng năng làm việc đó, tức là làm việc không biết mệt mỏi, để vì lợi ích cho số đông, phải không? Vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Đấy. Thành ra cái này chánh tinh tấn. Tới cuối cùng chánh định. Ta làm được bao nhiêu việc ở trên thế gian, nhưng mà việc không chi phối chúng ta, không ảnh hưởng chúng ta, ta vẫn ung dung tự tại. Đấy. Thế nên có những người nó tệ nhất là làm ít mà nghĩ ra nhiều. Có người nữa thì làm được bao nhiêu thì nghĩ bao nhiêu. Thành ra từ cái chỗ đó mà nghĩ rằng mình là nhất trên đời rồi. Nếu không có mình thì không ai làm được hết nữa. Cái đây là chuyện sai lầm lớn. Thế nên Đức Phật dạy một vị A-la-hán thì làm được hết tất cả mọi việc. Nhưng mà tất cả mọi việc này không dính vô mình. Tới chừng xong việc rồi mình ra đi một cách nhẹ nhàng. Thì cái trường hợp này là cái vị đắc quả la hán. Mà khi ra đi một cách nhẹ nhàng như vậy đó, thì cái vị này mới có thể vào cái cửa không mà để gặp Phật. Cho nên bây giờ đó là chúng ta đó, tu hành như thế này, hàng ngày ta tụng niệm lễ bái thiền định, ta làm cái gì? Quý vị mong cái gì nhất? Tôi thì cái khi mà lâm chung á thì không có bệnh tật, phải không? Tức là thân không bệnh tật, tâm không phiền não, và được thấy Đức Phật, được về với Đức Phật. Cái này là mục tiêu này. Làm hết tất cả các việc trên cuộc đời này để hồi hướng vô thượng bồ đề, hay là hồi hướng tịnh độ cũng được. Ta tu cái này, công đức này, để tới cuối cùng rồi chúng ta được thấy Phật chứ. Ta được thấy Phật, ta được nghe Pháp, ta được gần Phật, để ta tu hành cho tới thành Phật. Ta có mục tiêu rõ ràng, chứ không phải ta biến thành mây khói, phải không? Ta không biến thành mây khói, ta không biến thành đã cát bụi. Cát bụi trả về cho cát bụi, mây khói trả về cho mây khói. Ta vẫn là ta, về với thế giới của chư Phật. Đức Phật nói rõ cái thật báo trang nghiêm tịnh độ của Đức Phật, tức là thế giới của trí tuệ. Thế giới của trí tuệ của những người có trí tuệ. Thành ra những người có trí tuệ thì cát bụi họ cũng biến thành ra vật dụng. Mây khói họ cũng biến thành ra người. Ta nếu có trí tuệ thì có tất cả. Đây Đức Phật dạy chúng ta rồi. Cho nên ta trở về với Đức Phật. Ta trở về với Đức Phật. Tới chỗ này đó, ta chứng được cái trí thân. Quan trọng nhất là trí thân, tức là có trí tuệ. Ta nếu có người mà có trí tuệ đó, thì con người ấy vạn năng, làm được nhiều việc. Có người có trí tuệ thì người ta có thể biến sỏi đá thành ra vật dụng, phải không? Đấy là trí tuệ của con người đấy. Trí tuệ của con người tìm ra quặng mỏ, trí tuệ của con người tìm ra tất cả những cái phương tiện sống của chúng ta đây. Tất cả những này nó có sẵn trong trời đất rồi. Nhưng mà người không có trí tuệ thì mình bị nó chi phối mình. Bây giờ nếu mình có trí tuệ thì ngược trở lại mình chuyển tất cả những cái đó trở thành ra phương tiện của mình, phải không?
Cái này mới có trí tuệ con người thôi, chứ mà trí tuệ Đức Phật thì khác nữa rồi, không? Bảo rằng cái thế giới của Đức Phật á, đó là thế giới hoàng kim. Thế nên thế giới hoàng kim ta bảo là đất bằng vàng, thì bây giờ mình biết rõ rồi. Thế nên mình biết luyện kim á, thì đất biến thành vàng được, không? Đất biến thành vàng, đất biến thành sắt thép, tức là biến được hết tất cả những. Còn nếu mình không biết thì những cái này nó trở ngại cho mình. Cho nên vì vậy mà người tu Phật thì chứng được pháp thân, chứng được trí thân. Thì có trí rồi đó là tất cả mọi vật đều chuyển theo cái hiểu biết của mình, cái trí tuệ. Cho nên cái văn minh con người tới đâu thì cái đời sống vật chất nó cao theo tới đó. Mà lên tới tột đỉnh của nó, người ta gọi là thế giới hoàng kim, thế giới của Đức Phật. Đấy, cái điều quan trọng nhất là ta tu đây, ta chưa được gì hết nhưng mà ta vẫn muốn về với Phật để tiếp tục tu nữa, để sanh ra cái trí thân này. Có cái trí này rồi nữa thì dùng cái trí này mà rọi vá qua vật chất. Thì rọi qua vật chất thì biến vật chất thành ra hữu dụng theo ý của mình. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Thì bây giờ đó là thế giới Phật. Cho nên bên kia là thế giới Phật, bên này là thế giới chúng sanh. Thế giới chúng sanh thì vì vô minh phiền não cho nên khổ đau. Thế giới của Đức Phật là nhờ chân như và trí tuệ, cho nên hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thì bây giờ mình tu rồi, mình trở về thế giới Đức Phật. Mà trở về giới Đức Phật được rồi đó, mà nếu mình có trở lại thế giới này đó, mình cũng biến thế giới này trở thành hoàng kim chứ. Thế nên nếu mà người tốt, người giỏi đi tới đâu đó, thì thế giới nó tốt theo tới đó. Đây là sự thật ở trong cuộc sống, chứ nó không có cái gì mà mê tín ảo tưởng hết. Cho nên đi vào ở trong cái thế giới này rồi, đi vào được trong cái thế giới của Đức Phật rồi, thế giới của Pháp Hoa rồi đó, thì ở trong này từ đây Đức Phật nói là mình phát Bồ Đề Tâm, tức là phát tâm để mà tu lên nữa. Chứ không phải tới đây này tan biến thành mây khói đâu. Tới đây thấy Phật rồi mà phát tâm hành Bồ Tát Đạo cứu đời cho tới ngày thành Phật. Mà khi mình phát Bồ Đề Tâm mà muốn đi vào tam giới để cứu đời đó, thì sao? Khi mà ta phát được cái tâm đại thừa như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ đó ta mới có hai vị Bồ Tát dẫn đường cho chúng ta nữa. Ta gọi là Quan Âm Thế Chí dẫn đường. Quan Âm Thế Chí dẫn đường này nữa, là những người mà sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà nữa. Thì ở thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà có Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Thế Chí này, phải không? Hai vị Bồ Tát này nữa là dẫn đường cho chúng ta, để chúng ta đi thì chúng ta không sợ nữa. Ta không sợ nữa. Ta nói Quan Âm là gì? Quan Âm là Ngài có cái hạnh gọi là lóng nghe. Thầy Ngài nghe, Ngài nghe rất giỏi. Thầy Ngài nghe hết được cái âm thanh của tất cả các loài. Ngài nghe luôn cả một cái là không có âm thanh. Cho nên âm thanh có thì mình nghe, âm thanh không có thì mình cũng nghe, phải không? Cái khi đó mà gặp vị tiền sư đó, cho cái công án gọi là nhất thủ âm thanh, thì lúc bây giờ thầy tự nhiên thầy nhớ tới Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thầy nói là văn trần thanh tịnh. Thành ra Quan Thế Âm Bồ Tát là cái người mà nghe hết âm thanh ở trên trần gian này, nhưng mà không có âm thanh nào làm cho Ngài ô nhiễm hết. Đây là cái điều quan trọng nhất. Khi các vị muốn vào trần ai đó thì phải nương Bồ Tát Quan Âm trước, chứ không phải thấy Bồ Tát Quan Âm vào mình bắt chước vào mới chết không. Nghe hết tất cả các âm thanh nhưng mà âm thanh đó không tác động vào tâm của mình được, cho nên đây ta gọi là văn trần thanh tịnh. Đấy, cho nên Bồ Tát Quan Âm có cái đặc biệt á, là bao nhiêu chúng sanh, bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu khổ đau đó, mình đem mình trút tâm sự với Ngài hết đó, Ngài lắng nghe hết. Mà Ngài lắng nghe gì? Ngài lắng nghe bằng 1200 công đức nhĩ của Ngài đó. Ngài nghe bằng công đức, chứ không phải mà nghe theo kiểu mình.
Ta nên nghe kiểu mình mà nghe chúng sanh nói nhiều quá nhức đầu đó. Nên ban đầu mới tu thì tất cả các Phật tử tới với thầy thường thường cứ kể hết chuyện này tới chuyện kia nhức đầu quá, phải không? Sau này thầy phát hiện nghe theo Bồ Tát Quan Âm, phải nương Bồ Tát Quan Âm mà nghe. Thì bây giờ mọi loài chúng sanh nó kể hết tâm sự khổ đau của nó bao nhiêu đó, thì nó nhờ 1200 công đức nhĩ của mình nó tiếp thu hết rồi. Thành họ nói hết mọi cái cho mình nghe rồi đó, thì cái trường hợp đó sao? Nó nhờ cái công đức nhĩ của mình nó mà nó biến cái phiền não của họ trở thành bồ đề, cho nên họ cảm thấy an lành. Bình thường ở ngoài ta gọi là trút được cái tâm sự của mình, tức là mình nói mà có người nghe được cho mình, nghe được cho mình, thông cảm được cho mình, mình thấy nó nhẹ đi, phải không? Thì cái chỗ này Bồ Tát Quan Âm nghe như vậy đó. Ngài tiếp thu hết cái này đó, mà Ngài biến cái này đó, biến tất cả những cái phiền não này đó trở thành bồ đề. Trở thành bồ đề tức là trí giác, tức là con nghe rồi mới biết chứ. Con nghe rồi mới biết chúng sanh nó như thế, như thế, như thế đó. Con không nghe đâu biết được. Cho nên khi chúng ta tu đó về tinh văn thì phần nhiều đó là chúng ta không nghe. Chúng ta không nghe cho nên chúng ta không biết. Ta không biết chúng sanh. Tại ta nghe đó thì chúng sanh nó làm cho chúng ta phiền, cho nên ta không dám nghe nó. Mà không dám nghe thì ta không biết gì hết, cho nên tri giác chúng ta mất. Nhưng mà tu theo Đại Thừa, theo Kinh Pháp Hoa đó, nghe, nghe mà nghe bằng công đức. Cho nên nghe bằng công đức, do đó ta nghe, ta mới biết được hết mọi việc của chúng sanh. Trần ai nghiệp chướng ta biết hết chứ. Nhưng mà cái trần ai nghiệp chướng này không tác động cho ta, nó không tác động cho ta, mà nó làm cho chúng ta nó hiểu biết thêm. Và cái tâm thanh tịnh của chúng ta nó tác động qua chúng sanh, nó làm chúng sanh được an vui giải thoát. Cho nên Bồ Tát Quan Âm cứu độ chúng sanh là như vậy. Thế nên Ngài dẫn đường cho chúng ta là dẫn cái này nè, không phải Ngài đi trước Ngài dẫn đâu. Nhưng mà Ngài dẫn cho chúng ta là cho cái tâm chúng ta nó sáng lên, nó thấy được, nó nghe được, nó biết được, cho nên ta tự giải quyết mọi việc trên cuộc đời này. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thế nên người này họ làm được việc hết, hỏi tại sao làm được? Nó nhờ Quan Âm, phải không? Nhờ Bồ Tát Quan Âm nó làm được. Cho nên Quan Âm rồi bên kia còn có Thế Chí nữa. Quan Âm Thế Chí dẫn đường, cái người tu Pháp Hoa phải thấy chỗ này. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát là gì? Là tiêu biểu cho trí tuệ, cho trí tuệ. Chúng ta đọc cái bài kệ của Ngài Đại Thế Chí sao? Đảnh thường bảo bình phóng hào quang, nhất mau khổng nội hiện thập phan, cử túc chấn kinh chư quốc độ, phổ nhiếp tịnh nhân quy lạc bang. Đây là cái điều quan trọng nhất của Đại Thế Chí này. Cho nên ở trên cái đỉnh đầu của Bồ Tát Đại Thế Chí đó, nó thường hai phóng hào quang ra, cho nên gọi đỉnh thượng. Thành cái bộ não của Ngài á, ta gọi cái bảo bình. Cái bảo bình nó là cái bình, bình báo, mà ở trong đó nó hay phóng hào quang ra. Hào quang này là gì? Trí tuệ. Tức là trí tuệ ở trong trong não chúng ta, trong đầu chúng ta, nó tự phóng ra, phải không? Nó phóng ra, nó nhìn, nó thấy hết tất cả chúng sanh. Nó nhìn thấy hết chúng sanh rồi, cho nên nó thấy cái gì đây? Cái quan trọng nhất là thấy được chúng sanh nào có căn lành. Tức là chúng sanh nào mà có cái hạt giống lành, cái hạt giống thanh tịnh gọi là tịnh nhân. Cái chúng sanh mà nó có cái tịnh nhân, tức cái hạt giống thanh tịnh bên trong á, cái hào quang của Ngài Đại Thế Chí để phóng tới đó. Nhưng mà ta đây nè, đi vào đời ta cũng nương theo cái ánh quang của Đại Thế Chí này nữa. Mà chúng ta đi vào đời, ta thấy cái ánh quang của Đại Thế Chí Bồ Tát phóng tới, tới cái chúng sanh nào mà ta nhìn ta thấy trong chúng sanh nó có tịnh nhân, tức là hạt giống lành, căn lành, phải không? Tại nhờ cái ánh quang của Ngài mà ta mới thấy được, ta thấy được thực của con người đó.
Chứ còn trên cuộc đời này nó muôn mặt, nó giả dối lắm, không? Thành ra nhiều người nữa là ác ma, nhưng mà nó đóng cái vai Phật Bồ Tát đó, ta dễ lầm nó lắm, không? Ta dễ lầm nó. Nó hiền, nó nói nghe hay lắm, tốt lắm, nhưng mà ta nghe nó ta chết, phải không? Ta nhờ có cái ánh quang của Bồ Tát Đại Thế Chí rọi vào nó cái, ta thấy à, nó là con rắn hả, nó là con hổ hả, nó là con chồng cáo hả. Ta nhìn ta thấy chứ, ta thấy trong tâm của nó đó, con gì ở trong đó, cái mạng nó này, nó là cái gì đây à, mà thường thường đó, ở ngoài người ta dùng chữ ta gọi tướng tinh, phải không? Cái tướng tinh của nó là con chồn, phải không? Như hồ ly tinh là cái trường hợp nó là con chồn rồi, hồ ly rồi. Nhưng mà ở ngoài thì nó hiện thân đắc kỷ. Đắc kỷ là mỹ nhân, đẹp. Cho nên quan trọng nhất chúng ta chết chỗ này. Ở trên cuộc đời này, cái đồ giả nhiều khi nó tốt hơn đồ thật, ta dễ lầm. Nhưng mà nhờ có cái ánh quang của Bồ Tát Đại Thế Chí phóng tới, ta nương theo ánh quang đó mà ta nhìn, ta nhìn đời qua cái ánh quang của Đại Thế Chí, ta nhìn ta thấy à, tất cả mọi người này ai là có cái tình nhân đây, ai là có cái hạt giống lành đây. Cho nên quý vị tu cần phát hiện cái này ra được. Mà phát hiện cái này ra rất là quan trọng. Như vậy chúng ta sẽ có một người bạn tốt hợp tác với chúng ta trên con đường tu Bồ Tát Đạo này. Tại vì chúng ta làm được việc là chúng ta nhờ bạn, phải không? Ta nhờ bạn tốt chứ. Không có bạn tốt thì làm sao ta làm được việc? Một mình ta làm sao ta làm? Nhưng mà bạn, mà bạn xấu thì này rất nguy hiểm. Thế nên bạn xấu thì rất là nguy hiểm. Bạn giả dối, bạn quỷ mị, nó có thể nói cho chúng ta nghe đủ thứ chuyện im tai lắm, mát lòng lắm, sướng lắm, không? Nhưng mà đụng vì việc rồi thì mới biết ra sao. Đây cái điều quan trọng mà chúng ta thấy. Tự nhiên nhờ cái ánh quang của Đại Thế Chí mà chúng ta thấy rõ trong tim của nó là đỏ hay đen đây, không? Nó tốt thiệt hay tốt giả đây. Cho nên chúng ta mới thấy được những người tốt thiệt thì chúng ta mới hợp tác với nhau, chúng ta làm. Nhưng mà ta thấy những người tốt giả thì thôi, để cho họ đi chỗ khác. Họ đi chỗ khác. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, cái vấn đề Bồ Tát quyến thuộc cái này quan trọng. Tức là chọn Bồ Tát quyến thuộc. Mà chọn Bồ Tát quyến thuộc là nhờ cái ánh quang của Bồ Tát Đại Thế Chí này rọi vào, cho nên ta mới thấy à, ông này cũng Bồ Tát thiệt đây. Ông này cũng Bồ Tát thiệt đây. Ông này cần ta và ta cũng cần ông này. Cho nên hai người này hợp tác với nhau có thể làm được việc lớn, phải không? Thành ra trên bước đường tu cái này rất quan trọng. Cho nên thầy nói là Quan Âm Thế Chí dẫn đường mà muốn nói chỗ này. Nhờ Bồ Tát Quan Âm đó, cho nên người ta mới tới với mình. Nhờ Bồ Tát Thế Chí cho nên mình mới chọn được bạn tốt. Chứ không có Quan Âm, tức là không có tình thương, thì ai mà tới với mình, phải không? Nhờ tình thương của Bồ Tát Quan Âm mà người ta tới với mình. Nhưng mà nhờ trí tuệ của Bồ Tát Thế Chí mà mình chọn được những người tốt. Mỗi ngày quý vị tu đó, mà thấy bạn tốt mình đông hơn, mình biết mình tu đúng. Mà mình thấy bạn tốt của mình mất lần và người xấu tới thêm thì mình biết nguy hiểm rồi đây. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên Quan Âm Thế Chí dẫn đường, cái này quan trọng. Khi mà có hai vị Bồ Tát dẫn đường rồi đó, mình mới thấy thêm vị Bồ Tát thứ ba nữa cần. Tại ở trong chân tánh mình, trong cái thế giới thật báo của mình đi ra cuộc đời này đó, mình mới phát hiện những cái điều lạ, phải không? Tức Bồ Tát này cũng từ trong thế giới thật báo mà ra. Trong thế giới thật báo ra. Cho nên bây giờ chúng ta mới có văn thù khai thị. Ta nói văn thù khai thị và dược vương cứu đời. Hai vị Bồ Tát này đã đi tiếp theo. Có những người tốt tới với chúng ta rồi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là sao? Ta nhờ có Bồ Tát Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù là ngũ trí nghiêm thân này.
Bồ Tát Văn Thù rất là đặc biệt. Cho nên bài kệ của Ngài là gì? Tam thế Như Lai chi đạo sư, trí nguyện quảng đại thầm năng tư, vô biên sát hải vi trần quốc, nhất niệm tu lai hiện chân như. Đây là một bài tác lớn đây. Cho nên Ngài là đạo sư của ba đời các đức Phật. Cho nên chúng ta sẽ làm Phật trong tương lai thì ta cũng phải nhờ Ngài làm đạo sư. Nhờ Ngài làm đạo sư cho ta chứ. Nhờ Ngài làm đạo sư cho chúng ta. Cho nên bây giờ nhìn người, đây là người tốt rồi. Họ tới với chúng ta, hợp tác với chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm sao mà họ tốt thật. Họ tốt rồi, nhưng mà không biết cái cách khai thác cái tốt của họ đó, thì cái tốt đôi khi trở thành xấu, phải không? Thành rất nguy hiểm. Hành Bồ Tát Đạo thì chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần phải có sức người, sức của. Nhưng mà chúng ta không khai thác đúng, không biết sử dụng á, thì cái sức người, sức của này mất lần đi. Cho nên nhờ Bồ Tát Văn Thù, người này đó đem tiền tới giúp chúng ta, phải không? Mà bây giờ đó, chúng ta nghe Bồ Tát Văn Thù nói gì? Nghe Bồ Tát Văn Thù nói, chưa cần thì thôi đừng nhận con, phải không? Chứ còn bây giờ đó, chúng ta không biết đó, mà chúng ta hành Bồ Tát Đạo đó, thì bây giờ chúng ta cần tiền. Ta cần tiền cho nên ai đưa chúng ta cũng nhận hết. Rồi bây giờ người ta không đưa mình nữa đó, mình đi mượn, đi xin, phải không? Để đi làm từ thiện. Quý vị thấy nguy hiểm không? Chết. Cái này không bao lâu. Người ta mang tiền tới, mà lúc bây giờ nó nhờ cái trí Văn Thù này nè. Ngài Văn Thù là ngũ trí nghiêm thân. Ngài nói cái này đừng nhận con. Chưa cần thì đừng nhận. Đấy. Cho nên tổ sư U Ba Cúc Đa là cái này. Tên một đại thí chủ mời đi trai tăng cúng dường, nhờ cái trí Văn Thù khai cho Ngài cái nhận. Thôi chưa phải lúc, không cần. Mình đâu cần ăn đâu, phải không? Bây giờ mình đang cần tu mà. Bây giờ mời mình đi ăn là đi ăn à? Không, không ăn. Đây cái điều quan trọng nhất. Chứ bây giờ nếu mình không đói mà ta mời mình đi ăn, mình cũng ăn. Ăn thì tốn của con ta, phải không? Mà phước ta không sanh rồi mai mốt ta nghèo, ta khổ này. Này mất một người bạn tri thức này. Ngài không bao giờ đi trai tăng. Cho đến cái khi mà bà đại thí chủ kia nó sạc nghiệp rồi, tức là cúng không đúng, không đúng pháp. Cho nên tới cùng, cuối cùng là sạc nghiệp rồi, rồi mang cái bệnh hủi nữa. Ai tiếp? Cho nên ra bãi tha ma nằm. Ta đã tới chừng đó, nó Bồ Tát Văn Thù ấy, mới nói với U Ba Cúc Đa nè, đúng lúc rồi đó con, tới độ cái bà này được này, bà này đang phát tâm này. Thì bây giờ đó Ngài U Ba Cúc Đa mới tới độ cái bà này. Thì cái bà này đó bây giờ bà sắp chết rồi, phải không? Bà hết rồi, bà nói một câu rất dễ thương. Bà nói khi con có nhiều tiền của, con mời thầy, thầy không bao giờ tới, phải không? Con cúng thầy, thầy không bao giờ nhận. Bây giờ thầy tới đây, con còn cái gì đâu nữa mà cúng cho thầy, phải không? Ứa nước mắt đi, phải không? Thì lúc bây giờ Ngài Bà Cúc Đa nữa mới nói còn cái niềm tin đó. Cái niềm tin đó, cho nên bà còn cái niềm tin Phật Pháp đó, cho nên bà sẽ tái sanh lại trong nhà Phật Pháp. Bà sẽ tái sanh lại trong nhà Phật Pháp. Đây là cái điều quan trọng nhất. Khai ngộ là cho nên. Cho nên ta nhờ Bồ Tát Văn Thù khai ngộ cho chúng ta. Bồ Tát Văn Thù khai ngộ cho chúng ta, ta cũng khai ngộ cho tất cả mọi người. Cho nên mọi người tới với chúng ta, ta thấy được cái hoàn cảnh của họ, ta tạo điều kiện tốt cho họ để họ tu hành, rồi họ cũng được đi lên. Tức là mỗi ngày họ đi lên. Còn nếu mà ta không biết cái chỗ này nữa, ta sai lầm cái nữa, thì cái trường hợp này nữa, ta gọi là tiền mất tật mang, phải không? Cái người cúng không sanh phước, mà ta làm nó lại sanh tội nữa. Cho nên cuối cùng chỉ có tội cộng tội thôi. Ta tội và làm cho những người chung quanh ta tội. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nữa, nhờ cái trí của Văn Thù khai ngộ, cái này rất quan trọng. Khai ngộ chúng ta. Cho nên đây gọi là Văn Thù khai thị. Ngài chỉ chúng ta chứ.
Ngài chỉ chúng ta, cho nên chúng ta mới làm không sai lầm, phải không? Không phạm sai lầm thì cuộc đời tu chúng ta mới đi lên được chứ, mới thành Phật được. Cho nên chúng ta cả đời tu mà một lần sai lầm là coi như rớt xuống rồi, đọa rồi, đi lên làm sao được. Cho nên đây bảo là văn thù khai thị, dược dương cứu đời. Một vị Bồ Tát thứ tư nữa là dược dương Bồ Tát. Thế nên dược dương Bồ Tát giúp cho chúng ta trong chuyện này. Tại vì tất cả chúng sanh nó khổ, nó cần cứu giúp, nó cần cứu giúp. Mà nếu không có một cái người mà giỏi để hợp tác, để giúp đỡ, thì ta làm được không? Ta nói dược dương này đó là gì? Ở trong cái thời Đức Phật Thích Ca đó, là Kỳ Bà Thánh Y này gọi là dược vương đây. Đức Phật Thích Ca có một cái vị lương y mà giỏi nhất, ta gọi là Thánh Y. Thánh Y, ông này là bệnh gì chữa cũng khỏi hết, giỏi. Cho nên đi đâu thì cái trường hợp đó là có ông Kỳ Bà đi theo, phải không? Ông Kỳ Bà Thánh Y đi theo Đức Phật Thích Ca. Thế nên Kỳ Bà Thánh Y đó là con của vua Tần Bà Sa La, mà ông này là Thánh Y, Thần Y, giỏi lắm. Cái khi mà đi với Đức Phật, đi qua thành Tỳ Gia Ly để chữa cái bệnh dịch, thế nên Đức Phật qua bên đó để giáo hóa người ta, người ta tin, người ta theo rồi. Nhưng mà phải có Kỳ Bà Thánh Y dẫn theo một đoàn bác sĩ để đi qua đó chữa trị chứ. Nên Đức Phật chữa được 50% về tinh thần, thì Thánh Y Kỳ Bà nó chữa 50% còn lại này, vật chất. Cho nên làm cho người ta mạnh, người ta tốt, người ta tu được. Cho nên cái quyến thuộc Bồ Đề của Đức Phật tăng là nhờ có ông. Ông này là Dược Vương. Dược Vương tức là vua, vua của ngành y, ta gọi là vượt Dược Vương. Cho nên nếu mà ta thiếu cái chỗ này đó thì ta cũng không làm được việc. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, ta nhìn kỹ rồi ta coi các vị Bồ Tát đã xuất hiện, từng vị họ xuất hiện bên cạnh chúng ta, họ hợp tác với chúng ta làm chuyện này chuyện kia trên cuộc đời đó, thì cái này đó là ta biết ta đi đúng rồi. Ta đã phát Bồ Đề Tâm từ ở trong thế giới thật báo của Đức Phật mà ta hiện trên cuộc đời này, ta làm đạo. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát kia cùng đi theo ta, giúp ta để làm Phật sự. Đức Phật dạy chúng ta đó, gọi là chúng Tam Thừa, gồm cả Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, đều nương theo giáo pháp của Đức Phật để tu hành. Mà ra khỏi nhà lửa tam giới, tức là ra khỏi tam giới rồi, tức là tới bãi đất trống, tức là nhập vào không môn rồi, thân chúng ta trở thành hư không. Thì tới đây mà thiệt người có căn lành thì ra tới cái chỗ bãi đất trống này, tức là theo bên thiền thì vào cửa không rồi nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy Phật, thấy Phật và thấy Bồ Tát nữa. Mà Kinh Pháp Hoa gọi là lên Đại Bạch Ngư Sa, tức là bây giờ chúng ta không phải mất, chúng ta không phải tan biến vào trong hư không, mà chúng ta lại lên Đại Bạch Ngư Sa, tức là lên xe Nhất Thừa này. Mà xe Nhất Thừa này đó thì nó có khả năng gọi là vãng hoàng tam giới, tức là đi vào và đi ra ba cõi đó luôn luôn, lúc nào cũng bình yên hết. Nên cái người mà tu thiền ấy, thì người ta dễ nhầm chỗ này, tới đây là mình tan mất rồi, lên Niết Bàn là hết rồi. Nhưng mà người tu theo Kinh Pháp Hoa thì nó chưa hết, tới đây nó mở ra cho chúng ta một trang sử mới nữa. Tức là bên này là sanh tử, bên kia là Niết Bàn. Thì ở trong cái Niết Bàn đó, nó là gì? Nó có bốn cái tướng thường, tức là bất biến, lạc là an lành, ngã là chân tâm của chúng ta, tịnh là trong sạch, ở trong bốn cái tướng này. Ở bên sanh tử thì nó có nhiễm ô, nhưng mà bên này nó trong sạch. Đấy.
Cho nên khi mà ta tu, ta chứng Niết Bàn đó, có nghĩa là ta đạt được bốn cái vị này. Tìm được cái con người mà bất tử của mình rồi, gọi là chân thường, gọi là chân linh bất tử. Tới chừng đó chúng ta mới an vui với cái chân linh này, chứ chúng ta không khổ đau như bên kia. Ở bên sanh tử thì khổ và tập đế, và bên Niết Bàn thì nó có cái là diệt đế. Cho nên cái thế giới, hai loại hình thế giới khác nhau. Tại ta qua thế giới bên sanh tử thì nó như thế, mà qua cái thế giới của chư Phật thì nó như thế. Hai cái này hoàn toàn khác. Cho nên cái điều quan trọng nhất, nếu mà ta bước được vào trong thế giới Phật, chúng ta thấy khác, chứ không phải chúng ta tan biến như mây khói, phải không? Nên có vị thì nghĩ rằng mình sẽ tan biến thành mây khói, cho nên nhìn lên trời có thể nghĩ rằng mình là đám mây, nhìn dòng sông mình nghĩ mình là nước chảy, nhìn ở đâu cũng nghĩ là mình như thế. Cái thân của mình là nó sẽ như thế. Thì như vậy đó, thì nhiều khi chúng ta dễ hiểu nhầm lắm. Nó cũng như thế, nhưng mà bên trong của nó có cái chủ động, tại nó có cái Phật tri kiến bên trong nhé. Bây giờ có cái Phật tri kiến, cho nên chính cái Phật tri kiến đó mà giúp cho chúng ta đi ra đi vô tam giới một cách bình yên. Cho nên Đức Phật khuyên là nếu thiệt mà đắc quả La Hán rồi đó, tức là chứng tới chỗ này thiệt rồi đó, thì mấy thầy không còn ô nhiễm nữa, thì mấy thầy có thể trở lại cuộc đời để giáo hóa chúng sanh nhé. Thì ngay trong cái thời pháp mà ở Lục Quyển, tức là Nguyên Thủy, Đức Phật cũng khuyên các vị A-la-hán này, mấy ông là những người mà đắc quả La Hán thiệt đó, mấy ông đã hết sanh tử rồi nữa, thì sẽ không còn sợ sanh tử nữa, sẽ không sợ nhiễm ô nữa, giống như là hoa sen vậy đó. Cho nên mấy ông được quyền đi vào cuộc đời để giáo hóa chúng sanh. Còn những người chưa hết sanh tử đó, thì phải ở lại cố gắng tu cho đến hết sanh tử để nhập không môn. Đây là Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật đã dạy rõ như vậy. Nhưng mà nhiều người cứ nhận lầm, tới chỗ này rồi mình tan biến đi. Thì có người nói là tan biến hết thì sợ quá đi, không dám tu nữa, biết không? Tại nếu mà ta tu theo các cái pháp môn khác thì ta còn lên trời, ta về Phạm Thiên, ta đi về chỗ này chỗ kia. Còn bây giờ mình tan biến trong hư không, mình như là đám mây trên trời, rồi mưa xuống làm nước, rồi nước bốc hơi lên làm mây. Thế nên mình giờ mình trở thành mây và thành nước, không còn là người nữa, không? Thì chỗ này là điều quan trọng nhất. Nó có khác, sanh tử và Niết Bàn nó có khác, nó hai cuộc sống nhất. Qua bên cái thế giới của Phật rồi đó, thực chứng chỗ này rồi đó, thì quý vị tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật lên Đại Bạch Ngư Sa này, lên xe nhất thừa, phải không? Hồi nãy thì mình ngồi xe tam thừa, người thì tu Thanh Văn, người tu Duyên Giác, người tu Bồ Tát. Tại vì từ nhân hướng quả thì cái này phải khác nhau vậy thôi. Tức là mọi người trong xã hội này cái trình độ không giống nhau thì cái vấn đề tu phải khác nhau chứ. Trình độ không giống nhau cho nên tu khác nhau, hiểu khác nhau. Và cái khi mà chứng thì tất cả Đức Phật nói là đều được giải thoát hết, tức là vào hư không hết. Tức là vào hư không, chỗ này ta gọi là nhập không môn, mà kinh Pháp Hoa gọi tới bảy nước sống. Mà ra tới đây nữa, thì gặp lại ông trưởng giả, tức là ta gặp được Đức Phật. Khi còn ở trong nhà lửa, còn ở trong sanh tử nữa, thì Đức Phật hiện thân vào ở trong sanh tử, làm ông Phật Thích Ca Mâu Ni để mà gần gũi, dìu dắt, hướng dẫn chúng ta cách tu này, cách tu khác. Nhưng mà khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, thì bây giờ chúng ta nghĩ rằng Đức Phật chết rồi, nhập Niết Bàn tức là chết rồi. Tại vì sự thật á, thì lúc bây giờ đó, khi Đức Phật vào Niết Bàn thì Đức Phật cũng bắt đầu nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đức Phật bắt đầu đi vào con đường này. Thì những người mà họ đã tu cùng thời Đức Phật đó, họ đã đắc được sơ thiền,
Thì khi mà Đức Phật vào sơ thiền đó, thì họ thấy Đức Phật ở sơ thiền. Nhưng Đức Phật qua nhị thiền thì họ không thấy nữa, họ nó mất rồi. Người mà tu nhị thiền đó, đắc nhị thiền thì ra qua nhị thiền đó, thì họ thấy Đức Phật qua tới đây, họ đi theo chứ. Nhưng mà Đức Phật qua tam thiền họ không thấy nữa. Người đắc tam thiền đó, thì bây giờ Đức Phật qua tam thiền họ đi theo tới qua tam thiền. Đắc tứ thiền họ đi theo qua tới tứ thiền. Qua tới tứ thiền thì trường hợp bắt đầu Đức Phật nhập không môn. Nhập không môn thì lúc bây giờ họ không thấy nữa, không thấy Đức Phật đâu nữa hết. Nói Đức Phật vào Niết Bàn rồi. Người ta chỉ thấy tới đó thôi. Thấy Đức Phật tới cái chỗ tứ thiền là sau tứ thiền không thấy gì nữa hết, cho nên ta nói không còn nữa. Nhưng mà bây giờ qua tứ thiền rồi, thành ra qua tứ thiền rồi thì Đức Phật mới đi thêm tầng cao nữa, nó gọi là nhập ngũ tịnh cư thiên. Qua khỏi tứ thiền rồi, lên tới đỉnh cao của nó là ngũ tịnh cư thiên. Ngũ tịnh cư thiên này ta gọi là vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện và sắc thú cánh. Đức Phật nhập vào trong cái cảnh giới này, vào trong một thế giới khác. Thành ra vào trong cái thế giới khác này nữa thì những người mà không tới đây được thì không thấy. Những người mà chứng được tới tứ thiền thì họ rớt lại tứ thiền thôi, họ không qua ngũ tịnh được. Nhưng mà những người mà qua ngũ tịnh cư thiên được á, thì tới đây họ đắc quả là hán thiệt đây. Cho nên Đức Phật có dạy là những người mà nói mình đắc quả là hán rồi đó, mà không vào ngũ tịnh cư thiên được, thấy không? Không vào ngũ tịnh cư thiên được và không lên xe nhất thừa được á, thì những người này chưa phải thực là hán, mà những người này nên là trụ quá thành thôi. Tức là La Hán chứng, nhưng mà nhờ có nương theo Đức Phật mà chứng. Cái chỗ này tất cả các Phật tử dễ hiểu rồi. Tại vì khi mình gần Đức Phật hay gần vị Bồ Tát, gần một vị tu đắc đạo đó, thì tự nhiên mình thấy mình an lành thôi. Tự thấy an lành, tự thấy phiền não biến mất hết đi. Mình tự thanh tịnh. Cái này nên Đức Phật nó đắc quả là hán. Cho nên khi Đức Phật còn tại thế đó, ta nên có người mới thấy Đức Phật đắc quả, tu một thời gian đắc quả, đắc quả là hán nhiều chứ. Nhưng mà quả này đó là nhờ nương với Đức Phật họ có. Nhưng mà cái khi đó họ chưa chứng thiệt, tức là nhờ nương có, nhưng bây giờ không có Đức Phật họ mất. Còn những người có chứng thiệt đó, thì cái khi mà Đức Phật mất rồi nữa, quả của họ vẫn còn. Đấy. Hai cái việc này mình thấy rõ. Cái người chứng thiệt đó là thầy nói là cái người mà có thực tài, có thực tài, có thực tu, cho nên chứng thiệt, họ có tài thiệt. Tại nên khi có Phật thì họ nương Phật họ tu, nhưng mà khi không có Phật thì họ thay Phật để cứu độ chúng sanh. Cái này ta thấy rõ. Còn cái người không có thực tài là chỉ nương Phật thôi, thì khi có Phật họ thấy bình yên, nhưng Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, họ thấy trống vắng, họ thấy sợ hãi, họ thấy mất mát, họ thấy thiệt thòi. Thành trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn chúng ta thấy rõ chỗ này. Cho nên Kinh Pháp Hoa muốn chỉ cho chúng ta thấy được cái chỗ này. Khi vào không môn đó, thì tất cả đều vào đây hết. Nhưng mà vào không môn đó, mà những người á có căn lành và tu theo Kinh Pháp Hoa đó, thì được Phật hộ niệm. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới thấy Phật, chúng ta mới thấy Phật, chúng ta mới thấy thế giới Phật mở ra cho chúng ta. Thấy cái gì? Tức là thế giới thật báo mở ra cho chúng ta, thế giới thường tịch quang mở ra chúng ta. Hai cái loại hình thế giới này là hai cái loại hình thế giới mà rất quan trọng, dành cho những người tu chứng thực thì mới vào được. Còn những người đó mà không đắc đạo thiệt đó, thì không vào thế giới này. Cho nên vào thế giới thật báo đó, được rồi đó, thì lúc bây giờ đó, họ thấy, họ thấy Đức Phật là có vô số phần thân, phải không? Mà họ thấy là chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện trên cuộc đời này, ở thế giới Ta Bà này đó, cũng là một phần thân của bổn Phật.
Bốn Phật tức là Phật gốc mà, của Đức Lô-sa-na. Đức Lô-sa-na là kết hợp bằng trí thân và pháp thân. Cho nên khi mà mình tu chứng thì chứng cái gì? Tức là chứng được trí thân, tức là trí tuệ của mình lên tới đỉnh cao nhất, gọi là vô thượng bồ đề này. Nên Đức Phật tu đây. Cho nên mình tu thiệt thì mình phải đi vào con đường này chứ. Mà con đường này ở đâu? Đức Phật dạy mình ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên tu Hoa Nghiêm là từ cái chỗ mà Bồ Tát thân này đi tới Như Lai thân. Cho nên từ tới Như Lai thân này lên cái đỉnh cao nhất thì lúc bây giờ là trí thân. Tức là mình mất hết rồi. Cho nên người nhị thừa tưởng là hết rồi. Nhưng mà lúc bây giờ đó, khi mà thức hết, nhưng mà thức này hết rồi đó, thì tất cả mọi người khác đó, thì nghĩ rằng thức hết là mình hết. Tại mình sống có thức, cho nên mình kẹt vọng thức. Cho nên thức chấm dứt là mình trở thành hư không, không còn gì nữa hết, đoạn kiến. Nhưng mà Đức Phật không dạy như vậy. Đức Phật nói là thức đó, nó không phải là hết, nhưng mà thức này nó chuyển thành ra trí. Tức tám thức của mình để nó chuyển thành bốn trí, thành trí. Cho nên ta đây ta gọi trí thân. Cho nên gọi là trí thân. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật lấy trí tuệ làm thân mạng của mình, gọi là trí thân huệ mạng. Thành ra mình bây giờ đó là lấy cái thân quyển này đó là làm thân, làm mạng của mình đây. Cho nên mình còn cái thân tứ đại này, mình nói mình. Mà thân tứ đại này mất, mình nói mình chết. Còn Đức Phật không lấy cái thân tứ đại này làm thân, mà lấy trí làm thân. Cho nên trí đâu có chết. Con người mình chết nhưng mà trí mình không chết, phải không? Con người mình chết nhưng mà phước đức mình không chết. Cho nên này còn. Cái còn lại đó là phước đức và trí tuệ. Hai cái này ta gọi là thân.